Hello anh em. Hả? À, combo gì đây á? Combo Free Fire làm gì nhá anh em? Rồi ok, hello anh em lần nữa nha. Và chào mừng trở lại với cái kênh HKG Gaming của tôi. Nhưng mà đầu tiên để tôi trừng trị hai cái thằng hacker đã dám ăn tanky của tôi. À, cái thằng này nãy nhìn tôi nó sợ, nó thanh niên chạy thẳng vào cái vùng an toàn đấy, xong rồi bây giờ thấy tôi đang bận nên là ra đánh. Thế tôi hoa V4 chứ bạn sợ đấy, chạy không, chạy không, không chạy ha, thì yếu máu ngon ha, đây đầy máu rồi nhá, bạn thử bắn chiêu Z đi. Ok, bom keo không hoạt động rồi anh em ơi. Trời ơi, phải tâm đầu cũng không được luôn. Thế thì đấm được. Ấy trời. Rồi, này thì cắn lén à. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ chơi bộ combo Free Fire mà tôi tự sáng tác ra. Lag. Ui giời. Ôi giời, thanh niên còn chạy vào lửa nữa. Ok, đây là combo nhá, nó cũng giống combo thường thôi, chỉ là combo này vào start súng đấy. Ok nhá, còn trái barrier này thì tôi dùng làm bom keo thôi, làm nói chung là combo chôn chôn tí thôi. Đấy, thế thôi, dùng cái barrier chỉ chắn mấy cái chiêu của địch nhưng mà đấy, cái gì đâu. Ồ, anh bạn này làm gì ấy nhỉ? Đấy, chạy ra ngoài rồi, chạy vào trong rồi. Ơ? Nhớ. Tôi dọa tí chạy vào à? Này. Ê. Bạn ơi bạn. Ồ. Ồ. À, hóa ra là dụ tôi vào đấy à? Dụ tôi vào đấy thì... Nhưng mà cái combo này không có đam. À, thanh niên dùng trái voi. Thanh niên tính là dụ tôi vào đấy, xong rồi biến thành con voi, xong rồi dùng chiêu ép đẩy 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 đẩy. Ừ. Cũng gọi là ổn đấy. Mỗi tội hôm nay tôi dùng trái trôn ấy. Đấy. Có lẽ thanh niên này sẽ mệt mỏi với tôi đây. Để tôi trôn trôn tí nha. Ôi à, bạn ghê, bạn ghê, bạn rất ghê. Sò qua gờ, qua mạnh luôn. Nhưng mà sao đâm đầu tướng kia chá. Đó, chui qua được không? Ô, vẫn chui qua được, cay đấy nhở. Ôi ôi, chiêu ép của trái voi nó miễn không chế. Nên là thành ra là... Đấy, không dùng chiêu là được. Đấy, phải spam thường đúng rồi. Spam thường này tôi mới thích cơ, đấy. Chạy kia, anh em xem tôi vậy tập đầu. Ok, chưa rồi. Mà sao lại biến lại người kia? Ui, thấy combo voi không mạnh quá à? Trời, cái combo không có đam luôn. Ok, sao trượt được ạ? Ủa? Ủa, cái chữ X nó nổ ở đây mà sao lại bay ra tận kia rồi? Gì á? Game? Ui, quả tấn công bất ngờ làm né được cái Exokita. Bom keo. Đấy. Ui, bom keo hàng hiệu rồi. Sao vẫn né này đi. Ngắm trượt này. Ngắm trượt nữa. Lại sâu guitar. Mệt nhỉ. Nhưng mà lần này bạn dùng chiêu X mỏ neo trượt. Rồi lại biến thành voi. Biến thành voi thì tôi ngắm vẩy tâm đầu cho chúng à. Giữ chiêu gì à, hút lại này. Ô, ủa sao tôi lại bị hút lại? Ủa tôi hút con voi lại rồi, hút mình tôi lại với con voi. Ảo thật. Rồi anh ấy dùng chiêu ép. Dùng chiêu ép thì bạn hồi máu kiểu gì? Ui ui ui. Ui, cũng ghê, cũng ghê. Hơi sợ đấy, bắt đầu sợ đấy. Ghê quá. Dạo này cái em bị ấm sao ấy nhỉ? Lạ thật. Rồi bạn leo được cái bom keo siêu cấp không? Bạn leo được. Đương nhiên rồi.
Trời ơi, spam thì toàn spam vào không khí kia. Đấy, đấy, spam như tôi này. Ui dồi ôi, sao cái chiêu Z nó toàn trượt thế ta. Trời ơi. Ui dồi ôi, kinh đấy. Sao đẩy xa thế nhở? Thôi đối đầu với trái voi khá nhiều lần rồi, chưa bao giờ thấy cái chiêu Z nó đẩy xa như thế luôn đấy. Kìa, sao cái chiêu Z súng của tôi toàn không trúng nhở? Đấy, chiêu X cốt của mình nhẹ trúng. Đấy, rồi, bom keo siêu cấp. Đấy. Rồi, chiêu không trúng phát nào luôn kìa. Ê à, hơi căng á, hơi căng rồi đấy. Bạn bắt đầu hơi căng rồi đấy. Nhưng mà cứ nhảy lên trời thế này, thanh niên dùng chiêu ép không bao giờ trúng đâu. Ui, ui, kinh, kinh. À, thấy tôi yếu máu là bắt đầu đuổi đấy. Nhưng bạn đâu biết đấy là ý đồ của tôi. Tôi nhiều máu thì bạn lại chạy chứ sao nữa. Đúng rồi, ra đây. Vậy tóc đầu này. Ôi kìa. Rồi, ít ra thì chiêu X nó trúng. Rồi, xong. Bạn dùng chiêu F là bạn sai rồi. Ok, dùng trái này nói chung là vui lắm anh em. Anh em bắc thang đi hỏi ông trời. Cái đậu xanh nó. Nãy thanh niên này đứng nhìn bọn tôi đánh nhau luôn ấy. Mà tính ra là tôi cũng không muốn đánh đâu ấy. Nhưng mà bây giờ bạn cắn tôi thì tôi bắt buộc phải chôn bạn rồi. Có content rồi anh em ơi. Mình chỉ giữ chữ X làm gì kìa. Hút này. Wow. Hình như thanh niên bay trước rồi. Đấy, chờ nó. Đấy. Nó đứng trên này này, thanh niên dùng trái băng nha anh em. Tôi cứ đứng trên trời thôi, làm sao đây kia bắt tôi. Đấy, đang lăm le trái băng thì đóng băng kìa. Vậy tâm đầu. Ui ôi, có 1.000 đam à. Sao thế nhỉ? Hay ông này dùng tộc cá ta? Nguy hiểm dữ ta. Ủa? Ơ kìa. Ủa, tưởng chui cống mà chạy ra luôn chứ. Gì á? Hay là thanh niên lại định lừa mình xong rồi đóng băng ra? Ờ giờ này thì này chạy về tông đầu. Ui ôi, đàm to. Này đừng nói chạy luôn nhá. Rồi luôn, thanh niên biết tôi dùng trái barrier không bay được. À, trời ơi, làm sao đuổi ta? À? Rồi xong luôn, chạy luôn rồi. Không chịu luôn. Thanh niên cắn rồi mà chạy lên trời à. Ok. Thôi tôi để cái thang này cho bạn đi xuống nha. Ôi ôi, thanh niên không đi thang, thanh niên nhảy xuống cắn tôi luôn. Chỉ biết cắn thôi à. Ghê. Yeah. Ghê. Yeah. Sao mà yếu nhỉ? Có cảm giác nó yếu yếu nào ấy anh em. Combo nửa máu à. Hay thanh niên dùng dùng start brut nhỉ. Ui. Đâu hình như dùng ra tắt kiếm ấy chứ. À, sao lại thế nhỉ? Sao cảm giác yếu yếu nào nhỉ? À, kỳ lạ ra. Rồi bạn làm gì? Bạn làm gì? Bạn làm gì? Ôi. Dùng chiêu hụt à? Không sao. Lần sau sẽ có kịch hay cho bạn xem. Đấy. À, né né né. Ôi dồi ôi. Dùng chiêu đúng vào cái bom keo của tôi. Rồi sao bạn làm sao? Tấn công bất ngờ. Úi dồi, trúng luôn. Mất Ken chưa? Mất Ken chưa? Nào lại đây. Để combo hàng hiệu ạ. Xoạ. C. X lên. Xong rồi vẩy tâm đầu. Thằng nào kia? Ui mày quá, chịu X nó vẫn trúng. Ây da anh em ơi. Hai thanh niên hóa ra cùng một team. Cùng một team. Hai thanh toàn chỉ ngắm mình tôi mà. Anh đi cháy lửa vừa nãy thanh bạn tính là ăn để không mất bao ti đấy. Giờ đổi sang hải tặc để team tôi. Nhưng mà có V4 rồi thì bạn chạy đâu? Dám team tôi hả? Chạy đi đâu? Dùng sai chiêu rồi nhưng mà không sao. Độc thiên thần bay nhanh lắm bạn ơi. Bạn chạy đi đâu? Chạy đâu cho khỏi nắng? Đứng lại tôi vẩy tâm đầu nào. Kìa, sao lại nhảy xuống? Nhảy xuống lại X trong kiếm lên gì?
Đấy, tôi có bay mà, lo gì. Bạn chạy đi đâu? Con ơi, ma đến tìm con đây. Ai bảo cắn hả? Anh niên này nói chung chạy ghê thật đấy. Mà bây giờ không reset là mất bounty ha. Ui. Thế em cũng dùng chật chiêu, nhưng mà không sao. Gravity Cane của tôi có hồi chiêu. Ôi dồi, mày quá thế mà vẫn ăn được. Lag mà vẫn ăn được. Oh, chúng ta có gì đấy? Một thanh niên Phật tổ spam đang đánh một thanh niên ít level. Gì á? Ủa khoan, tên quen quen hình như ông trái flame ở đấy đúng không? Đúng không? Ông trái Ice kia rời server xong rồi bỏ ông này lại à? Đổi sang Phật tổ luôn, xong spam luôn à? Mà sao đứng im thế này? Hả? Ủa sao đứng im bạn? Ai dài ai, bây giờ ông có V4. Bây giờ ông có V4 ông mới bắt đầu đánh. Ủa không hiểu sao nãy đứng im luôn ấy. Nãy đánh thêm vài cái rồi biến thành V4 trước rồi. Là V4 này hơi lỏ nha. Không thấy mạnh. Trời ơi. Chui cửa không. Đấy, chui cửa còn khá mất thời gian. Mà bạn vào đây bạn cũng chết rồi. Đấy. Ôi giời. Ôi giời, không đủ đam. Ô, lại đứng im. Ô, có vẻ như thanh niên chấp nhận số phận rồi. Còn mấy bạn thì sao? Mấy bạn có chấp nhận số phận không? Đấy. Ô, thanh niên vừa nãy đây mà. Sao lại bật lại PvP rồi muốn. À, level 2000 đủ bounty này. Xin nhá. Gì mà spam mình boost 2 à. Bạn ơi, I'm the spamming Buddha. Ừ, kệ bạn. Sống dưới đấy luôn đi. Ok, gì đây? Sao lại team một thanh niên level 1500 đấy hả? Lại cái ông vừa nãy này. Này thì trời ơi, hai thanh niên team một thanh niên level 1500 ạ. Đấy, team tôi này. Xong. Giờ sao? Bạn mất thanh niên Mochi đấy rồi, bạn đánh được tôi không? Cho cái bom keo ra này. Đấy. Ôi, ghê. Cho 1.7 tâm đầu. Kìa, chưa kịp 7 tâm nó đi rồi. Vâng, mà cũng là mấy tháng rồi tôi chưa gặp bạn Hiếu như 9 giây đập dài. Và hôm nay bạn chơi chát băng hành tôi ra bã luôn. Trời. Mà không hiểu sao mà thanh niên lại xuống 9.8M, tôi nhớ là 19M hay là 12M gì đấy, không nhớ nữa. Kỳ đấy, sao bây giờ xuống 9.8M rồi, lạ đấy. Bạn có đang ổn không ạ? Rồi, sang trận 2 nhá. Anh em có thể thấy tôi đang bị lag khá là nhiều. À, dùng chiêu mãi không ra. Nhưng mà thôi, solo với fan mà, có sao đâu. Mặt bounty cũng gọi là cho fan bounty. Rồi, và sang trận 3, kết quả cũng như vậy à, anh em. Nó lag kinh luôn á. Tôi không chơi nổi đâu anh em ơi. Thôi cứ coi như là lần trước mình chưa solo đàng hoàng, nên là lần này tôi cho bạn bounty coi như bù đắp. Ok nhé. Mặc dù hơi lag tí nhưng mà cũng gg bạn nhá. Rồi xong, đi rồi. Ok, rồi bây giờ đổi sang Dragon Trident nhá. Tôi sẽ solo bạn ấy một trận nữa. Thật ra là vài trận rồi tôi bị bạn ấy hành cho ra bá. Cái combo Free Fire này nó không hợp. Trời ơi, gặp mấy ông trái băng mà chơi Dragon Trident kéo xuống này là không ổn đâu nha. Ok, vậy tâm đâu ạ? À, trời ơi. Nào, giữ xe con như mình đi đâu ạ? Ôi giời. May quá, né được rồi. Rồi sao đây? Rồi kéo được xuống rồi. Đấm này. Đó, xoa ơi. Nói chung là máy cũng mượt mượt lại rồi. Tôi nói hơi sớm rồi.
Ô kìa, nhảy lên cao này mới bị đóng băng này. Đúng ảo luôn. Thôi GG bạn nhé. Hẹn bạn lần sau solo tiếp. Rồi ok, chúng ta có một trận war. Tôi nghĩ là thế, nhưng mà mấy thanh niên này đang đi farm. Tự nhiên thanh niên báo cầm tộc quỷ ra nhưng spam mà. Tôi còn đang bị lag đây này. Rồi, xin phép bật V4 nha. Ôi rồi, kiểu V cũng có nhiều đam đấy à. Nó đang đánh nhau sung lắm mà tự nhiên mất tiêu thanh niên báo với mấy thanh niên còn lại đâu rồi. Có mỗi thanh niên vừa bị tôi giết này. Ông này cũng dùng trái băng nhá, nên là tôi có một trò chôn khá hay ấy. Bây giờ nhá, tôi cứ ở trên trời cái này, thanh niên này không để đóng băng tôi nhá. Mà hình như thanh niên dùng stat kiếm mà, nên là cũng không chôn được nhiều lắm đâu. Anh ra, đau nha. Nhưng mà tôi dùng tộc thiên thần. Ồ, what? Sao đứng ở đấy rồi? Bro, thanh niên này bỏ cuộc rồi hay sao ấy? Hay là đang lừa tôi xuống để đóng băng? Này nghi lắm nha, mấy ông trái băng mình phải dùng não to rồi mới đánh được nha. Bạn ơi, tôi đang bị lag này, bạn đánh tôi đi. Nói gì á? Bạn ơi, bạn ổn không ạ? Hay là đang bị lag? Không, không, bị đẩy như này chắc chắn không bị lag rồi. Thế bạn cho tôi bao ti nhá. Đây, tôi hóa V4 này. Bạn hóa V4 không? Có hóa V4 mà, có đang bị lag gì đâu. Thanh niên này cho tôi bao ti gì đó. và thanh niên chửi tôi là chỉ Sky Cam thôi. Nhưng mà đấy cũng là khắc chế cháy ice mà. Kìa bạn ơi, bạn nói gì kìa. Với lại nói chung của tôi cũng chỉ trăng trôn thôi, thì là content thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với một màn cay cú từ thanh niên. Tôi vẫn tiếp tục trôn thanh niên là bằng cách cứ ở trên trời này thôi. Đấy, thanh niên bỏ cuộc luôn này. Không chơi với mày nữa. Cái ai không đánh nữa mà dùng chiêu đấy hả? Mà nói thật nhá, thanh niên trong trận đánh với tôi toàn dùng trượt combo không à. Ông dùng combo trượt thì đâu phải lỗi của tôi đâu. Ok. Và sau đó tôi 3/3 thanh niên đấy với sự giúp sức của một thanh niên báo xa lạ nào đó. Thanh niên spam ghê quá, tôi cũng chả đuổi được luôn. Cuối cùng thì chỉ có thể cái được cái 3/3 của cái thanh niên dùng cháy ai xuống đấy thôi. Đấy. Thanh niên có vẻ rất là cay cú sau pha đấy, nhưng mà cái từ ngữ gọi là bậy bạ quá, tôi không cho lên YouTube được. Không, YouTube cho tôi ăn gậy mất. ok. Và tất nhiên rồi, sau pha đấy tôi còn 19M thôi. Nói chung là combo này chỉ dùng để chôn chôn thôi, không dùng để PvP được nhiều đâu. Chỉ có ai pro lắm mới chơi được thôi. Ô, PvP không à? Ok luôn, để tôi sắp xếp lại đồ đấy. Từ nhá bạn nhá. Đây, tôi xong ngay đây. Ok, chúng ta bước vào PvP. Bạn này bạn combo cũng ghê đấy, nhưng mà cái đàn của bạn đâu? Cái súng của bạn đâu, bạn không dùng. À, không cho ra, sao? Vậy tâm đầu này anh em. Ấy xài ơi, quá chuẩn luôn. Rồi xong, hóa thành con voi, lát luôn cả máy. Rồi bạn làm sao ạ? Bạn lại dùng chiêu ép giống thanh niên đầu tiên rồi. À, vậy tâm đầu này. Ủa, xa quá, không được rồi. Ồ, lại chạy vào trong. Nhiều lắm thanh niên chạy vào dùng trái voi hay là mình trái biến hình chạy vào trong nhỉ? Ủa, hóa V4 luôn à? May quá, tôi cũng đang định hóa. Nói thật là máy tôi cũng nhiều dung lượng lắm rồi, nên là hóa V4 kết thúc chuyện này cho nhanh đi. Rồi còn thanh niên nào nữa kia? Ôi bạn ơi, mạng tôi. Đấy, đúng rồi. Ủa? Ủa, sao ăn cả hai mạng đấy? Ảo thật đấy.
Ok, video của tôi đến đây cũng kết thúc rồi nhá anh em nhá. Hẹn anh em vào video lần sau nhá. Ok nhé. Bye bye. Không cho ra đấy. Đấy, ra được không? Ô, ra được. Thôi nghỉ mẹ đi. Không chôn nữa.